Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Khánh Ngân. Mình được 8 tuổi rồi nè. Mình đang học tại Superbrand quận 12. Mình đang tham gia cuộc thi tài năng của cuộc thi toán toàn quốc. Các bạn nhớ like và share cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Trên trời cao con gió xuân này khác, được là mẹ mẹ xíu của mẹ mẹ. Dù giờ mẹ cười đó thiêng thật đáng yêu, mẹ nhìn con hạnh phúc biết bao. Mẹ dạy con hãy nhớ làm người tốt, trên đời không ra lối bao người mến. Yêu thương và bao dung mọi người bên con, nhưng tại khi con rất khó khăn,